Các bạn, mình là Thắng đây. Thì mình vừa mới ở phòng gym về, bây giờ mình đang trên đường trở về nhà. Và sau khi tắm rửa này kia, mình sẽ làm vlog tiếng Anh số 7. Và chủ đề của bài ngày hôm nay đó chính là going to the shop. Thì nó sẽ bao gồm những cái từ khó và những cái từ giống như mình nhờ vả người ta như thế này thế kia. Cách nhờ vả như thế nào, hy vọng là sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích. Ok, hẹn các bạn khi chúng ta về tới nhà. Chào các bạn. Cũng như mọi lần thì mình sẽ đọc sơ qua bài một lần để khởi động. Ok, number 7. Going to the shop. Ok, Michelle, I'm going to the corner store. Do you want anything? Wait. Where are you going? The corner store, you know? 7-Eleven? Do you want anything? Yeah, I like a loaf of bread. Okay, I'll be right back. Wait. Yeah? That's something else. A loaf of bread and something else. I know a roll of tissue. Right, I'm so glad that you say that. We're out of tissue. Okay, I'll be right back. Wait, can you check whether they have today's newspaper? I think by now, they've been out of today's newspaper. Well, if they have it, great. If they don't, forget about it. Okay, I'll be back. Wait. Yeah. Just remember something. Can you get me some toothpaste? Some toothpaste? Yeah. Mint flavor. Okay, I'll be back. And a large box of laundry soap. Do you have a pen? I better write it down. Bread and tissue. A newspaper, if they have them. So bright? Oh, I know. A light bulb for my closet. A light bulb for your closet? Wait, I changed my mind. Changed your mind? I'll go by myself tomorrow. Đó là phần khởi động. Và bây giờ, chúng ta bắt. 1, 2, 3. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ học bài 7. Going to the shop. Going to the, no. Going to the shop. Shop, shop, shop. Ok, từ thứ nhất, các bạn chú ý những cái phần mình gạch dưới ha. Và cái từ đỏ. Ok, điều đầu tiên, corner, corner, thì chú ý cái chữ R và chữ N, corner, corner, the next one, corner là ngã tư, wait, wait, wait là chờ đợi, wait, wait, các bạn chú ý chữ T, wait, và đừng bao giờ tự ý bỏ S vào. Nó sẽ thành chữ này. Waste, waste, wait and waste là hai từ khác nhau. Các bạn bỏ S vào, nó từ nghĩa là chờ đợi chuyển qua là hao phí hay là lãng phí, là waste, là lãng phí. Thì ra là mình không được bỏ S, thêm S vào bất kỳ chữ nào, giống như mình tùy hứng mình bỏ S vào là sai ha.
wait, đừng nói là waste. Ok, chữ tiếp theo rất giống cái chữ red. Red, nhưng mà mình có chữ be ở đằng trước, nó sẽ biến thành ổ bánh mì. Ha. Từ màu đỏ mà nó biến thành ổ bánh mì. So, red là đỏ, còn bánh mì là bread. Bread, các bạn có thấy chữ be, mình phát âm cái chữ be ở đằng trước ha. Bread, bread, bread. Từ tiếp theo, các bạn chú ý cái chữ cái này nó nói âm ha. Royal, royal, royal of, royal of tissue, royal of tissue, tissue, royal of tissue, 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 chứ phải là tissue, là silent. Shoe là mình sẽ thêm chữ x vào nữa rồi, không được bỏ x vào đây ha. Tissue, royal of tissue, đọc sai sẽ là royal of tissue. It's wrong. So, royal of tissue, tissue, royal of tissue. Nói âm mà, royal of tissue, tissue. Cái từ tiếp theo, các bạn chú ý cái chữ g. Glad, 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 glad. Okay. Tooth, toothpaste. Từ này hơi khó ha. Tooth, tooth. Các bạn thấy cái chữ th ha. Tooth. Tooth, toothpaste, toothpaste, tooth, tooth. Các bạn thấy âm chữ thờ ha, tooth, tooth. Là cái lưỡi của mình nó nằm ở trên cái răng hàm trên. So, thành ra là tooth, toothpaste. Tiếp theo là phần ở bên đây. Các bạn chú ý cái chữ T. Mint, 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 mint. Nếu mình không bỏ T, T á, là nó không ra cái chữ đó ha. Mint. Flavor, cái chữ F. Flavor, flavor. Laundry. Pen, pen, chứ phải là pen. Pen, pen. Light, light. Boat, boat. Bope. Cái chú ý cái chữ B ở cuối ha. Mình đọc rõ chữ B để người ta phân biệt mình đang nói cái gì. So, bope. 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 Cái chữ này ha. Không phải là closet. Closet là sai. Phải đọc là closet. Closet. Âm nhấn đầu tiên ha. Closet. Closet. Bởi vì cái chữ S này là chữ Z. Closet. Change, chữ này mình dạy rồi ha. Change, 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 âm đuôi, change, chữ này cũng vậy. Mind, mind, never mind, ha, never mind, mind. Chú ý những cái phần âm cuối và những cái từ lạ như thế này, S mà hình Z. Ha. Ok, bây giờ mình sẽ đọc lại hai bên. Ok, tiếp theo là những cái phần mà các bạn có thể ứng dụng được ha. Ngoài cái việc là các bạn thực tập thì các bạn có thể ứng dụng những cái câu này. Do you want anything? Do you want anything? Giống như mình hỏi người ta có muốn cái gì, có muốn mua cái gì, có cần cái gì. Nếu mà muốn mua cái gì đó là do you want to buy anything? Nhưng mà nói gọn lại là do you want anything? Giống như người ta đã biết mình đi đâu, người ta mình đang làm gì thì giống như người ta đã biết mình á muốn làm gì rồi thì mình hỏi là do you want anything? Do you want anything? Thì giống như là mình hỏi người ta là có muốn mua gì không, cần gì không. Yeah. Do you want anything? Thì các bạn cố gắng có cái ngữ điệu đó, câu văn tự tin như thế, ngữ điệu như vậy. Còn cái câu này giống như là mình đi đâu đó mà mình trả lời liền, giống như mình muốn đi đâu đó và mình trả lời liền. Thì I'll be right back. I'll be right back. Chứ phải back ha. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Thì mình nghĩ cái câu này các bạn có thể bắt gặp được rất là nhiều lần trong phim Mỹ hay là thế nào đó. Các bạn bắt gặp thực tế nhiều. I'll be right back. Tiếp theo là out of. Out of. So out of.
out of something. See, out of, cộng với một cái danh từ là noun, là một cái thứ gì đó. Ở trong bài là out of tissue. Tissue giống như là hết giấy. Hết giấy ăn rồi. Out of tissue. Hay là out of water. Là mình hết hết nước. Hay là out of gas. Gas là ga. Gas. Gas. Out of gas. Thì là out of cái gì đó thì là hết. Còn out of order là hư. Là out of order. Giống như mình vô cái chỗ nào đó, là cái máy nào đó, nó ghi là giống như là mình cái chỗ mình tập thể dục á, nó lâu lâu cái máy nó bị hư thì nó sẽ treo lên cái bảng là out of order. À, hay là cái toilet nó bị hư thì nó treo lên cái bảng là out of order, là mình không được dùng nữa. So out of là hết cái gì đó. Thì các bạn có bắt gặp cái câu này, mình hay đi mua đồ ăn hay là mua đồ uống á, thì mình nói là người ta hỏi mình uống gì á, thì mình trả lời là can I get. Như nào nhỉ? Can I get one venti, venti ice white chocolate mocha. Thì mình bữa mình mua cà phê thì là can I get. Còn này là mình có một cách khác nữa nhưng mà nó cái nghĩa nó như nhau là can you get me. So mình có thể nói lần sau nếu mà mình có đi đâu đó mình sẽ nói câu là can you get me. Mình không biết dùng cái này nữa là can I get. Thì giống như mình để mình nhờ người ta lấy cái gì đó hay là mình mua cái gì đó, mình order cái gì đó thì dùng một trong hai câu này, can you get me or can I get, thì là hai câu giống nhau. Thì cái phần này hy vọng là các bạn hiểu và có thể dùng được. Và chúng ta bây giờ sẽ tới cái phần tương tác. Thì cái phần này là quan trọng nhất của bài. Các bạn cứ tương tác đi, không cần hiểu là cái gì hết, cứ tương tác nhiều lần, đọc nhiều lần, tương tác tới, tương tác lui. Rồi từ từ cái miệng, cái phát âm của bạn nó sẽ được mềm dẻo hơn, chuẩn xác hơn. Hy vọng các bạn chăm chỉ lên. Ok, mình sẽ đọc phần màu trắng và các bạn sẽ đọc phần màu vàng. Cố gắng thực tập nhiều lần, giống như mình ca karaoke vậy. Từ từ rồi các bạn sẽ quen. Thì có thể là bài tiếp theo mình sẽ có một cái phương pháp để các bạn ôn lại những cái bài đã học từ bài 1 cho tới bài 7. Hy vọng mình nghĩ ra cách. Ok, now mình sẽ đọc phần màu trắng, các bạn phần màu vàng. Ok, let's go. Do it. Michelle, I'm going to the corner store. Do you want anything? The corner store, you know? 7-Eleven. Do you want anything? Okay, I'll be right back. Yeah. A loaf of bread and something else. Right? I'm so glad that you say that. We are of tissue. Okay, I'll be right back. I think by now, they been out of today's newspaper. Okay, I'll be back. Yeah. Some toothpaste. Okay, I'll be back. Do you have a pen? I better write it down. So bright. A light bulb for your closet. Change your mind. Ok, đó là xong cái phần của màu trắng. Bây giờ mình sẽ đọc phần màu vàng. Các bạn đọc phần màu trắng ha. Mình sẽ đếm và các bạn bắt đầu. 1, 2, and 3.
Wait, where are you going? Yeah, I like a loaf of bread. Wait, that's something else. I know, a roll of tissue. Wait, can you check whether they have today's newspapers? Well, if they have it, great. If they don't, forget about it. Wait. Just remember something. Can you give me some toothpaste? Yes, mint flavor. And a large box of laundry soap. Bread and tissue. And newspaper, if they have them. Oh, I know, a light bulb for my closet. Wait, I changed my mind. I'll go by myself tomorrow. Sao? Hy vọng sau bài này các bạn có thêm được động lực để mà tập luyện, cố gắng rèn luyện, nói tới nói lui, không cần biết nghĩa nó là gì hết, không cần biết gì hết. Chứ bạn tập, nói nhiều lên. Cố gắng tập tới, tập lui, tập tới, tập lui. Khi mà quen rồi thì mình sẽ có một cái vlog giúp các bạn dùng được nó. Và mình đang nghĩ ra cách đó. Cũng đang trên đường suy nghĩ đó, cũng hơi căng à. Ok. Chúc các bạn thực tập vui vẻ. Nhớ keep practicing. Practicing. Không có gì bằng thực tập hết. Nói tới, nói lui, cho quen. Ok, chào các bạn. Gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo.